nhà rong trong không gì sân đời nhà tôi sợ hoa sợ chỗ nơi nó nói nhà nó vẫn thi nâng cái gì giờ thì cụ đã mà cho lê cú và cụ ở đâu mình tự cho là cho đôi nơi xe đuổi rong gì giờ cho lê để cho nó nói cho nó vẫn thi nâng cái chi nữa nhưng mà thi nâng cái chi thì cũng mới tôi lê tập ai giờ xa gì chua rồi xa gì chua thì chỉ có thì tiền cho nên bây giờ là chỉ có nơi đó chứ mà tôi lấy tàu cá cho xa gì chua rồi thì không đợi nên tàu tôi lấy xa đó tàu trâu xa rồi có thể nên bây giờ là chỉ có rồi chứ mà cũng muốn cho lấy tàu cá thì cho xa gì chua nó vẫn thiên được chi ở ta là một đàn à thì sẽ đem tàu tiền cho tôi lấy xa nữa cho tôi lấy xa họ cho lấy và nam mô nu vẫn thiên được xa nó chỉ cũng muốn tôi lấy cho thì nó ip plau chi giờ chỉ có tiêu mất tụt trò nó theo mất tụt sư trò trâu giờ ở tụt chiều cũng mất chạy sắp lờ nữa chỉ có trâu tụt trò giờ trâu gì chi giờ chỉ trâu tụt lên chi nữa nam mô cũng nhân trò lợi thế tất sĩ mà nên sẽ được chỉ là chậu chỉ nên chỉ bỏ được mà nên vốn lên nó chỉ cần nên dọn trâu thì à cũng trâu để trả nó chỉ nên phải nhảm chậu của linh đời chỉ nên thế là giờ tàu nọ giờ nên chịu linh đời nên tàu nọ đó họ hay cho nó thì nên có chua nó chỉ và tôi lấy tàu cá nữa tôi lấy tàu cá thì mua tôi lấy y tôi lấy o tôi lấy p tôi lấy plau rồi có thể tự liên rung câu cưng cầu tự liên rung câu cưng liên đó rồi thì ta kỹ này vừa nó chỉ nhân trồng vừa tôi lấy y thì tôi lấy o thì tôi lấy p tôi lấy plau như tàu cá đó tôi tận thế mà cứ chỉ một cái mang cho tự tàu nữa ta chỉ mà tôi tàu cá này chỉ có tự tàu do liên nào rồi tôi lấy cá sẽ xiên thì nó đó cũng mất trồng thế nó chán chỉ chơi chân hung đầu của mày cho chơi nè tụt chỉ bỏ chơi nè hoa tiệt ô lấy thứ tự ta lấy mà lấy muốn cho là cho nó nè chỉ nó nào cũng thấy chỉ muốn cho là cho anh đê chỉ nên cho chỉ cho phong cho dư bỏ bê sơn đầu nhìn nhẹ yến lê sơn đằng cao là yến lê nè giờ nằm mọc của hai giờ này yến vịt của cho lê và tàu cá và của cho nó là chỉ chạy tàu tiệt nên chỉ trâu nè để chủ yến tụi lê tàu cá mua này của cho của nó mà thấy là yến trâu nhá hạt cho lạc chế để lấy khoa cụ xá thế cụ ở tại lò xưa nè chế nô vận sụp ta kỳ vận thiên đường của chuan đó nè chế cho lạc nhỏ p chi gì nè mua là p là chi là gì p là nó nhau kề rồi nên từ nhà lạc từ lò của tàu họ tôi lấy tàu cá trên trong trong i o p plau nè i o p plau ó chế nó cho nên thích cho gì thích cho phong cho dư trổ xe chấm nông sẽ đời ô bé sẽ đời nhẹ vô lên sẽ đời bỏ cái đề khi được nó lợi nó chỉ thở nên bác mới sẽ một trò được tu theo còn được tu hành trong bỏ theo lên từ sẽ một lợi thọ còn lên từ lúc nâng rong thọ còn trong đây trao tu thọ còn bây giờ thì còn tôi dần tớ bữa đó chỉ là còn dễ tệ chúng mong mong chúng mong gần đó thì phong cho dư thế chẳng có chỗ mùa nhớ được sống hoa sợ cho nên sẽ đời ba sẽ được cụ thế nữa thế rồi nên sẽ được cụ lợi chỉ nên mong mong sẽ cụ ôn nó chỉ trao là nên mình vô lực họ trao nữa ta sẽ trả lời họ cụ xa sẽ chỉ cụ ở trong nó bốn lần trao tận thọ lợi vị thi nào vậy vị thi ôn nhau cần cầu li thay li tàu tụ li tàu cá nữa nữa chỉ thọ và trao nó nên sẽ đời ôn nên trường được cho cụ thi chỉ tận đời thọ nên ba mo sẽ ba mo giảm trao lực tu còn lực tu hoàn thành bỏ thế nữa như nó sư nhau dùng nên sẽ đời bây mà li tàu cá một sinh chi đồ nút che nhỏ hãy cho trở lên tàu cá trở lên và nó giờ tàu đâu nu còn thiên đường chua chỉ mua trở lên tàu nào giờ trở cá mà hãy rong gì đâu nè nếu mà dám trở lên sẽ được mua y mua o mua p mua plau nữa họ cho lạc chỉ mua p chi gì nữa nè trở lạc p là chi thế là gì giờ thì nó mua mà cú vừa trong mình chỉ theo đó chỉ mà cú vừa mẹ mẹ thế chứ chúng mình nhận tàu thì cú vừa mẹ thế nữa từ từ gì chi này chị từ tròn xoay chị cũng có trong mình chỉ dạo trở lại học qua đầu à sau hoa sau cho nó nên sẽ được bỏ nữa thì nên nói xưa nhau rồi nên sẽ được cái mà đi sinh chỉ đồ để kiểu điều tra giờ bỏ nó trên tròn rồi bắt xe một đôi lưỡi lưng tụ theo một tròn đó à.